Năm 2023, huyện Phú Giáo được quân khu 7 chọn tổ chức điểm lễ giao nhận quân. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, địa phương chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các nội dung, đảm bảo buổi lễ diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Năm nay, Phú Giáo phát lệnh gọi nhập ngũ 169 thanh niên. Đến thời điểm hiện tại, 100% thanh niên được gọi đều có mặt tại địa phương và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên thanh niên trúng tuyển nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, sức khỏe, đồng thời thực hiện tốt quy trình 3 gặp 4 biết, bình cử công khai, đảm bảo công bằng dân chủ minh bạch với tất cả thanh niên trúng tuyển. Thì ngay từ đầu năm, thì Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự, các cái văn bản hướng dẫn thực hiện. Chất lượng tuyển quân của Phú Giáo năm 2023 rất khả quan. Nổi bật là đa số thanh niên thuộc độ tuổi từ 18 đến 25 đã tiêm ngừa COVID-19 mũi 4 và viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó có 2 đảng viên. 12 thanh niên đăng ký phục vụ lâu dài. Về sức khỏe, có 84 thanh niên trúng tuyển đạt sức khỏe loại 1, loại 2. Trình độ văn hóa thanh niên trúng tuyển năm nay khá cao khi số lượng cao đẳng đại học chiếm hơn 1/3 tổng số lệnh gọi. Vào ngày 7 tháng 2, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp cùng huyện đoàn tổ chức hội trại cho thanh niên trúng tuyển với chủ đề Tuổi trẻ Phú Giáo tự hào tiếp bước truyền thống anh hùng. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với huyện đoàn và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hội trại với các cái điểm nhận quan trọng, đó là diễn đàn thanh niên có mời đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy quân khu 7 đến nói chuyện truyền thống và cái trách nhiệm nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, và giao lưu với chỉ huy các đơn vị nhận quân và quân nhân xuất ngũ để cho thanh niên nhập ngũ khỏi bỡ ngỡ trước lúc vào các đơn vị quân đội. Năm nay Phú Giáo tuyển quân cho 6 đơn vị gồm Tiểu đoàn Cảnh vệ 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Trường Quân sự Quân khu 7, Lữ đoàn 429 Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn 87 Binh chủng Hóa học, Trung đoàn 271. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Phú Giáo sẵn sàng cho ngày hội tổng quân năm 2023, đưa thanh niên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.